Để bữa cơm thêm sắc và trọn vị, một tô canh ngon là điều không thể thiếu. Thế nhưng với những vị giác ngán ngẩm chán cơm, ăn gì rồi cũng chán, nhìn gì rồi cũng nản thì nên làm thế nào đây? Không nhạt như những món luộc, không khô như những món xào, rán thì món canh giúp tất cả chúng ta ăn ngon miệng, thanh mát cơ thể. Ở chỗ này là những món canh ngon phổ biến, dễ làm, hãy cùng tham khảo nhé. Món canh cua rau đay là một trong những món ăn mát, bổ dưỡng và dễ ăn vào bất kỳ mùa nào trong năm. Vì vậy, món canh này không thể thiếu trong thực đơn hàng tuần của nhiều gia đình. Canh rau ngót nấu tôm thịt. Canh rau ngót vừa ngon vừa dễ nấu mà lại dân dã. Rau ngót rất mát và ngọt, được nấu cùng với tôm và thịt bằm sẽ làm món canh ngon đủ chất cho bữa cơm gia đình bạn. Vừa ngon vừa dễ nấu mà lại dân dã nè. Canh củ dền. Canh củ dền thịt heo bằm ăn rất ngon miệng và có tác dụng bổ máu, cung cấp chất sắt. Vị ngọt tự nhiên đến từ củ dền được nấu kèm với cải thảo. Thịt heo bằm ăn rất ngon miệng và có tác dụng bổ máu, cung cấp chất sắt rất tốt cho sức khỏe. Canh cải ngọt nấu tôm. Thêm một lựa chọn nữa cho gia đình bạn vào mùa nóng. Món canh cải ngọt nấu tôm có vị ngọt tự nhiên của tôm tươi, nấu kèm với cải ngọt, có chút gừng ăn thơm thơm. Thêm một lựa chọn nữa cho gia đình bạn vào mùa nóng nhé. Canh rau lang nấu tôm. Với vị ngọt bùi của rau lang và tôm này sẽ làm cho thực đơn bữa cơm gia đình nhà bạn thêm phong phú. Món canh dân dã, giản dị nhưng không kém phần hấp dẫn. Với vị ngọt bùi của rau lang và tôm sẽ làm cho thực đơn bữa cơm gia đình bạn thêm phong phú. Canh rau dền nấu tôm. Món này không chỉ có tác dụng giải nhiệt mà nó còn bổ sung chất sắt cho cơ thể. Canh rau dền tuy đơn giản nhưng lại là món ăn rất tốt cho sức khỏe. Không chỉ có tác dụng giải nhiệt mà nó còn bổ sung chất sắt cho cơ thể, khá đơn giản và dễ làm trong những ngày nóng bực, oi bức. Canh thịt bò nấu củ cải, bạn đã thử chưa? Một chén cơm ăn cùng canh thịt bò nấu củ cải sẽ rất đưa cơm đấy, bò mềm, ngọt, kết hợp với củ cải để nấu canh. Bạn đã thử chưa? Một chén cơm cùng canh với thịt bò nếm củ cải sẽ rất đưa cơm.